Kính bạch sư, con làm nghề điêu khắc gỗ lúc chưa biết về đạo Phật Nam Tông. Con hiểu sai về tượng Ngài Di Lặc. Khi nghe sư giảng về Phật Di Lặc, con mới biết về tượng Phật Di Lặc bên Bắc Tông họ lấy cảm hứng về Ngài Hòa Thượng hay Vác Bao Bố. Nếu con nhớ sai, mong sư hoan hỷ chỉ bảo. Mong sư và sư Tuệ Tường cho con lời khuyên làm thế nào để khi khách hàng họ bảo làm bức tượng Phật Di Lặc thì con nên giải thích sao cho người ta hiểu. Khi người ta nhất quyết bảo làm như lúc trước thì con phải làm sao để không bị gọi là bôi xấu hình ảnh Đức Phật tương lai? Con xin sám hối với hai sư vì sự thiếu hiểu biết lúc trước khi làm tượng Ngài mà mình không hiểu về Ngài. Về cái này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ trước đi. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, khi mà nói tới cái vấn đề tượng này vậy, làm sư lại nhớ đến mỗi câu chuyện bên Ấn Độ nữa. Cái này là trải nghiệm thật sự của sư nha, nhưng những cái trải nghiệm thật sự thì sư mới dám chia sẻ, chứ không phải là những cái trải nghiệm qua chính là lời người nào nói. Thì hôm đó thì vị đoàn đi thăm một cái ngôi đền này rất nổi tiếng, gọi là cực kỳ nổi tiếng luôn. Cái ngôi đền này nói thiệt quý vị nha, là khi mà nguyên thủ quốc gia đó mà đến New Delhi đó, các nguyên thủ quốc gia giống như ví dụ thủ tướng Canada đúng không, tổng thống Hàn Quốc này nói đó, khi mà đi ngoại giao đó thì đều đến cái ngôi đền này để tham quan. Ngôi đền này có tên là Ác Sắc Thâm. Thì hôm đó đến ngôi đền Ác Sắc Thâm này. Thì xin thưa quý vị, thì khi mà bản thân sư vô á, sư nhìn sơ sơ thì sư biết, nhưng mà rồi á, lúc mà sư gần đi ra đó thì có hai cái vị cư sĩ đó mới trong đoàn mới nói sư là sư sư anh này, cái đó là trong cái đền đó là có mấy bức phù điêu như kể về cuộc đời Đức Phật đúng sư. Cái sư mới cười, sư kêu đâu phải đâu, cái đền này của Ấn giáo mà, có nghĩa là những cái hình thức bên ngoài, thưa quý vị, hình thức bên ngoài về cái hình tượng mà cái vị giáo chủ đó đó, cái vị giáo chủ đó, giáo chủ mà được lập nên cái đền đó, về cuộc đời á, của cái vị giáo chủ đó, nó qua cái bức phù điêu thì khi mà mình nhìn thoáng lắm thoáng qua nha, nó cũng tựa tựa như đời Đức Phật vậy đó, cũng là hình tượng ra đi vào buổi khuya đó, rồi xong rồi cái đi vô rừng tu rồi, những người khác người ta tán thán gì đó, nói chung rất là giống. Nếu mà ai mà không có cái kiến thức mà Phật pháp hơi vững là nhìn vô tưởng là giống như đền, là không phải đi vô đền có Ấn giáo thưa quý vị, mà là đền giống như đền thờ Đức Phật vậy đó. Thì sư mới giải thích như vậy, rồi xong sư mới dặn cái vị sư mà dẫn đoàn á, khi mà lên xe cũng phải đính chính lại nữa, đính chính lại là cái việc là mình đến thăm cái đoàn này, cái đền này nè, là đền này của Ấn giáo chứ không phải là liên quan, không có liên quan Phật giáo đó, để cho nhiều người sợ, sư sợ nhiều người hiểu lầm đó. Tại sao sư kể câu chuyện này nói như vậy thưa quý vị? Vốn dĩ cái pháp thế gian á, họ đã định đặt rồi, đặt họ đây là tượng thế này, đây tượng thế kia, cho nên cái việc của họ đó, sư quên mà kể một câu chuyện đó. Nếu như vậy có nghiên cứu về đạo 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 Chen đó, đạo Chen tức là đạo Kỳ Na, gọi là Kỳ Na giáo đó, mà là tiền thân á, như tiền thân của họ là đạo Lão Thể thưa quý vị, thì bị để ý nha, cái pho tượng của họ, cái pho tượng mà thầy giáo chủ của họ đó mà nhìn loáng thoáng mà không đế nha, y như bức tượng Phật, y như bức bức tượng Đức Phật mình luôn, không khác luôn nha, từ cái kiểu tóc, kiểu ngồi thiền nó, kiểu tọa đó, chỉ khi mà để ý kỹ lắm mình mới thấy đây là không phải tượng của Đức Phật mà là tượng bên đạo Chen, tức là đạo Kỳ Na giáo. Đó là hai cái điều mà sư muốn nhấn mạnh cho quý vị để quý vị hiểu như nè. Ở đây á, là nếu bản thân sư mà sư khuyên quý vị là thôi, nếu mình biết rồi, mình biết cái đó là nó sai trái rồi mà mình còn làm như vậy thì giống như mình gieo tà kiến này nọ đó, thì bản thân sư không có thể khuyên quý vị được gì. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nghề nghiệp sinh nhai của quý vị hiểu không ạ?
nên cái việc mà quý vị có làm hay không làm á là quan trọng nhất ở cái nội tâm quý vị và cái sự hiểu biết chánh kiến của quý vị. Có nghĩa là riêng câu hỏi này nè, quý vị cũng phải chính là người trả lời câu hỏi này, chứ quý sư cũng không trả lời, tại nó liên quan đến cái vấn đề sinh nhai mà sư đâu, quý sư đâu có chịu trách nhiệm về cái đời sống cơm áo gạo tiền của quý vị đâu, đời sống phận sự cư sĩ đa đoan mà. Nếu sư nói nếu nha, nếu mà về thế gian á, họ họ xem cái bức tượng mà kêu bằng là hình tượng đó, cái hình tượng mà như cái gì vị bố Phật bố gì đó, vị hòa thượng bố gì đó bên Trung Quốc đó là Di Lặc á, thì nếu mà để quý vị tắc ý khéo á, quý vị cứ xem như vậy luôn, xem a đây là một hòa thượng chứ không phải Phật, thì cái việc mà làm á, quý vị cứ làm, quý vị hiểu không, quý vị cứ làm cái việc mà điêu khắc quý vị, tại vì cái đó đời sống sinh nhai quý vị, đúng không? Còn nếu bản thân quý vị đời sống sinh nhai quý vị đó, nó đã được cải thiện rồi, đối với quý vị cái việc mà làm cái đó nó không quan trọng, nhưng mà cái chánh kiến mình vẫn là quan trọng hết. Cho nên những cái gì trong lương tâm của mình, trong cái tầm hiểu biết chánh kiến của mình, mình không muốn lan tỏa đến những cái hiểu sai lầm, sai biệt đến với người khác, thì mình hãy làm theo đúng tinh thần là Phật dạy. Thì trước kết thúc câu hỏi này thì quan trọng nhất là những câu chuyện mà sư kể cho quý vị đó, bản thân quý vị sẽ là người trả lời câu hỏi này, có nên mình có làm hay không làm, đúng không? Và nếu có làm thì cái nội tâm của mình mình hãy suy xét nó kỹ, là đây cái nghĩa là đây là pháp thế gian nó phải như vậy thôi, mình làm với vị sinh sinh nhai thôi, chứ không phải mình gieo tà kiến trời hết. Còn cái việc mà họ muốn xem đó là tượng Phật gì là cái đó là cái chuyện của họ, còn mình xem đây là một cái hình tượng ông hòa thượng thôi. Còn cái việc mà cái việc thứ hai quý vị còn muốn không làm đó, không làm đó, thì tùy theo cái năng lực, mà tu tập của quý vị, cái năng lực hiểu biết chánh kiến của quý vị. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa với quý vị, sư thì có cái nhìn nó hơi khác với Đại Đức Tuệ Tường một tí xíu. Bởi vì sư nhớ cái lần sư đi qua Thái á, thì sư thấy họ thờ một cái vị. Nói thiệt á, là nếu như mình là Phật tử mà Bắc Tông mà không có hiểu biết á, mình qua mình nói đó, họ thờ tượng Phật Di Lặc chết luôn á. Cũng thờ một vị sư. Cái tướng cũng phớt pháp y như là tượng Phật Di Lặc vậy đó. Nhưng mà quý vị biết là họ thờ ai không? Cũng không phải là họ thờ Ngài Bà Hy Giá. Bởi vì Ngài Bà Hy Giá là một vị cái tướng cũng rất là mập. Sư xin lỗi, tức là cái tướng cũng phớt pháp vậy đó. Nhìn thì cũng rất là dễ thương. Nhưng mà không phải Ngài Bà Hy Giá, mà là Ngài Maha Kachajana. Mà quý vị nếu có đọc kinh thì quý vị biết Ngài Maha Kachajana, Ngài đẹp trai lắm, Ngài đẹp lắm. Cái nét đẹp của Ngài phải nói là nam nữ đều mê, chứ không riêng gì người nữ. Người nữ mê là thiên nữ nha. Sư nói thiên nữ họ quen nhìn mấy vị thiên tử, mấy vị trời á, mấy anh tiên á, nhìn người đẹp quen rồi đó, mà nhìn ngài là các cô tiên nữ còn mê nha. Mà đàn ông á, nhìn ngài mà có tà niệm cũng vẫn vẫn có thể mê ngài. Cho nên là ngài đẹp lắm, cái nét đẹp của ngài nó ghê gớm lắm. Thì người ta giải thích như thế này là bởi vì ngài đẹp quá cho nên á, là để tránh chúng sanh có cái ác niệm về mình ấy. Cho nên là ngài hủy tướng, tức là ngài nhập thiền và ngài biến hiện thần thông để ngài có cái tướng nó bớt đẹp đi. Cho nên là ngài hiện cái tướng như vậy. Cho nên là sở dĩ người ta người Ấn người Thái Lan người ta thờ ngài nhiều, thì suy nghĩ chắc có lẽ là người ta cũng muốn được đẹp giống như ngài. Nhưng mà đương nhiên không phải đẹp ở cái hình tượng mà ngài biến hiện, mà đẹp giống như nguyên mẫu. Thì chúng ta có thể khéo tác ý thôi. Khéo tác ý là sao? Thí dụ như thôi bây giờ
Bồ Tát Di Lặc ngài cũng đẹp quá đi, cho nên là thôi bây giờ mình cứ coi như đây là một cái kiểu biến hiện để cho ngài bớt đẹp, để mất công ngài đẹp quá chúng sanh nhìn nó nổi cái lòng mà tà niệm nó lên thì tội nghiệp chúng sanh thì cũng được. Với lại cái này thì sư ý kiến hơi khác một tí xíu, đó là gì, người ta khi thờ ấy thì người ta không có thờ ông Bố Đại Hòa Thượng, mà khi người ta thờ thì trong tâm niệm của người ta là người ta đang thờ Bồ Tát Di Lặc. Thì cái tâm người ta đó là tâm hướng đến Bồ Tát Di Lặc, chẳng qua là cái nhìn của các vị đó nó chưa chính xác thôi. Cho nên là cái nhìn của sư thì hơi khác một tí xíu. Tuy nhiên cái quyết định cuối cùng á thì vẫn là do quý vị. Sư nói nếu như nha, sư nói nếu như mà quý vị lựa chọn tạc tượng thì có thể tác ý như thế này thì mình sẽ tốt hơn nè, là bây giờ hình tượng của ngài đẹp quá, mà tạc mà đẹp quá thì có khi là chúng sanh sẽ sanh lòng tà niệm, bởi vì ngài vẫn còn là Bồ Tát. Cho nên là thôi, giống như cứ coi đây là một cái việc là biến tướng một tí xíu để cho chúng sanh không chỉ có lòng tôn kính chứ không có lòng tà niệm. Bởi vì dù sao á, cái hình tượng hiện tại mà bên Trung Hoa họ vẫn thờ hình tượng Bồ Tát Di Lặc á, thì cái tướng đó cũng có vẻ là phúc hậu, và người ta nhìn thì có cái nét là hiền hòa, dễ mến, dễ gần. Thì ôi thì đó cũng là cái quan niệm của chúng sanh, tức là đại phúc năng dung, dung thế gian, đại phúc năng dung, dung thế gian, năng dung chi sự, từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian, khả tiếu chi nhân. Tức là đại phúc năng dung, dung thế gian, năng dung chi sự, có nghĩa là gì? Bụng to có thể chứa những chuyện khó chứa ở đời. Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian, khả tiếu chi nhân, tức là cái là miệng từ thì hay cười, cười những kẻ đáng cười ở thế gian. Thì thôi thì đó cũng là một cái nét đẹp, thì con sư đá lại cái quyết định là cho quý vị ha, chọn như thế nào thì vẫn là do quý vị thôi. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.